Đây là giờ thánh nhạc dân Chúa đời con do một nhóm anh chị em hàng tha thiết với thánh ca thực hiện dưới sự linh hướng của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Chương trình được phát hành trên băng tần 57.3 của đài VNA TV mỗi chủ nhật lúc 9:30 tối, và chương trình dân Chúa đời con radio cũng được phát thanh trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa vào lúc 8:30 mỗi tối thứ ba. Kim Thúy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chủ đề của mùa vọng tuần này là hãy tỉnh thức và trông chờ, vì chúng ta không biết khi nào Thiên Chúa đến. Và như lời của Thánh Gioan Tiền Hồ đã nói, hãy dọn đường cho Chúa ngự đến, uốn thẳng những đường lối quanh co, bạt phẳng núi đồi, lấp đầy thung lũng hố sâu. Đó là cách thức chân thành nhất để đón chờ Chúa. Thưa quý vị, chuẩn bị ở đây là chúng ta chuẩn bị tâm hồn chào đón Chúa bằng sự trở lại, sự sám hối, gội sạch những đam mê tội lỗi để xứng đáng đón Chúa đến. Vâng, Maranatha trong ngôn ngữ của người Do Thái thời Chúa Giê-xu dùng nghĩa là lạy Chúa xin ngự đến. Lời cầu nguyện này được đưa vào phụng vụ thời giáo hội sơ khai để nói lên niềm hy vọng ngày Chúa quang lâm ngự đến. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, Kim Thúy mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Maranatha xin ngài mau tới, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Vinh do ca đoàn Tam Biên trình bày. Và bây giờ Kim Thúy mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị đã hơn một lần nghe bài hát Giáng sinh bất hủ Silent Night, một ca khúc của nước Áo, lời thơ Still Not, Holy Night, nghĩa là đêm yên lặng, đêm thánh, của linh mục Joseph Moore. Silent Night được ra đời trong vội vã chỉ vài tiếng trước đêm Giáng sinh năm 2018 vì chiếc đàn phong cầm của nhà thờ Thánh Nicholas, nơi vị linh mục trẻ Joseph đang phục vụ, bị hư. Frank Gruber, người đã theo học phong cầm với giáo sư nổi tiếng George Hadopler Gruber, nhưng chỉ chơi đàn cho nhà thờ Saint Nicholas. Ông đã đặt vội vàng những nốt nhạc cho bài thơ để có thể đệm đàn guitar cho ca đoàn hát. Trong thánh lễ nửa đêm, cha Joseph Moore và Frank Gruber đứng trước bàn thờ giới thiệu bản nhạc nhỏ bé và giản dị của hai người. Họ đâu ngờ rằng Still Not, Holy Night được dịch sang tiếng Anh là Silent Night vào tháng 12 năm 1839 không chỉ sẽ được nhớ vào ngày Giáng sinh năm sau trong ngôi làng bé nhỏ của họ, mà còn được khắp thế giới ca vang. Vào cuối thập niên 1840, bản Silent Night được phiên dịch ra hơn 20 ngôn ngữ khác nhau và là bản nhạc không thể thiếu trong các lễ hội Giáng sinh trên khắp thế giới. Sang thế kỷ thứ 20, bản nhạc này đã đi ra khỏi các giáo đường, hội nhập vào những tập tục Giáng sinh khác. Silent Night đã được công nhận là bản nhạc được ghi âm nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc vào năm 1960, và đến năm 2015, Silent Night vẫn dẫn đầu danh sách các ca khúc Giáng sinh được thu âm nhiều nhất mọi thời đại do công ty âm nhạc PPL thống kê khi nghiên cứu cơ sở dữ liệu của khoảng 1.800 bản thu âm mang chủ đề Giáng sinh. Bài hát càng được phổ biến thì nguồn gốc càng bị phân hóa. Có nhiều lúc các nhà xuất bản gán cho tác giả bản nhạc này là một trong các nhạc sĩ đại tài như Bach, Beethoven hoặc Handel. Chỉ mãi tới khi Frank Gruber gửi tới các báo và các nhà xuất bản bản sao tờ phổ nhạc của mình thì nguồn gốc đích thực mới được công nhận. Mặc dù vậy, nhiều giai thoại về lời ca của bản nhạc vẫn còn truyền tụng. Cha Joseph Moore qua đời trong cảnh nghèo khó năm 1848 trước khi được công nhận là tác giả bài thơ được phổ nhạc. Trong tâm trí nhiều người, bản nhạc Silent Night được viết ra lúc khởi đầu chỉ là một bản nhạc giản dị, một khúc ngợi ca được sáng tác để làm nghi thức mừng lễ Giáng sinh có ý nghĩa hơn. Bản nhạc xưa cũ này vẫn còn mạnh mẽ và tươi mát như lần đầu tiên được hát lên trong ngôi thánh đường nhỏ bé nơi nước Áo xa xôi. Hôm nay Silent Night được nhạc sĩ Hoàng Kim đặt lời Việt Đêm Thanh Bình sẽ được gửi tới quý vị với tiếng hát Đình Bảo và ca đoàn Thánh Linh. Kim Thúy mời quý vị thưởng thức.
vừa thưởng thức nhạc phẩm Đêm Thanh Bình, lời Việt của nhạc sĩ Hoàng Kim do Đình Bảo và ca đoàn Thánh Linh trình bày. Thưa quý vị, xin đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau khi tổng đài gửi đến quý vị ít thông tin thương mại. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 1, ngày đầu năm dương lịch, là ngày giáo hội mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Ngày lễ này là ngày chúng ta nhớ đến vai trò của Mẹ Maria trong công trình cứu chuộc. Làm mẹ có nghĩa là truyền ban sự sống. Đức Maria trao ban sự sống qua nhiều cách. Trước hết, Mẹ Maria là mẹ ruột của Chúa Giêsu, Ngài thụ thai Chúa Giêsu nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Khi Thiên Chúa Cha đã chọn Đức Maria để trao ban Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta, con một của mình cho nhân loại, Thiên Chúa đã chọn để trao ban mọi ân sủng đến cho chúng ta qua Đức Maria. Để tiếp nối chương trình, Kim Thúy mời quý vị theo dõi nhạc cảnh Giáng sinh được trình diễn tại đêm diễn nguyện Giáng sinh do ca đoàn Tam Biên thuộc Giáo xứ Chánh tòa Chúa Kitô tổ chức năm vừa qua. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức. Rồi mình ngồi xuống dưới chân em nhé.
sao mà sáng nở, chúng tôi theo sao tìm đến vùng trời này. Tìm sao sáng với bảo vệ vua dân Do Thái của Hạ Sinh. Ngươi nói sao? Một vị vua của Hạ Sinh, ta chính là vua điều trị toàn cõi Do Thái theo lệnh của Caesar La Mã. Thưa ngài, chúng tôi đến một thái y đặc biệt vừa mới hạ sinh. Thái y đó chính là vua dân Do Thái. Hơn thế nữa, thái y đó chính là Đức Chúa Trời. Vậy sao? Như vậy thì các ngươi nên tìm đi. Nếu tìm thấy thái y hay là Đức Chúa Trời, các ngươi mau trở lại báo cho ta hay, để ta cùng đi thăm linh và trở lại người. Thưa vâng, chúng tôi xin tự nhiên nào. Một vị vua vừa ra đời, ở xứ này chỉ có ta là vua. Thank you.
vị, chương trình Thánh Ca của chúng ta xin được tạm ngưng nơi đây. Kim Thúy hy vọng quý vị vừa có được những giây phút thật bổ ích. Xin kính chúc quý vị một đêm an lành và một tuần lễ thật thánh thiện. Và cùng quyền hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dân Chúa Đời Con vào tuần sau.